Chính sách Trung Quốc còn khắc nghiệt nếu bà Harris đắc cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đột ngột rút khỏi cuộc bầu cử năm nay và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 21 tháng 7. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở các bang đã tiến hành hội nghị trực tuyến. Trong thông báo sau hội nghị, ông Ken Martin, Chủ tịch Hiệp hội các Ủy ban Đảng Dân Chủ Mỹ nêu rõ, tất cả các thành viên của Hiệp hội hoàn toàn nhất trí ủng hộ bà Harris, một người đã trải qua nhiều thử thách cam go và chứng minh được năng lực trong thực tiễn. Với sự ủng hộ này, nhiều khả năng bà Harris sẽ trở thành ứng cử viên được Đảng Dân Chủ lựa chọn tại Đại hội Toàn quốc sắp tới để tranh cử với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11. Theo các nhà phân tích, nếu được đề cử, bà Harris có thể sẽ tiếp nối chính sách về Trung Quốc của ông Biden trong chiến dịch tranh cử. Khi còn là thượng nghị sĩ, bà từng chỉ trích cách tiếp cận của ông Trump với Bắc Kinh. Trong cuộc tranh luận năm 2020 với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, bà Harris nói rằng ông Trump đã thua trong cuộc chiến thương mại và chính sách thuế quan của ông Trump đã gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ mà không tái cân bằng mối quan hệ Mỹ-Trung. Bà Harris được xem là người cứng rắn trong các vấn đề như nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương của Trung Quốc, cũng như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington. Bà đã tăng cường liên lạc với các đối tác của Mỹ trong khu vực và cam kết sự ủng hộ của Mỹ nhằm chống lại các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Vào năm 2022, bà Harris từng gặp nhà lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan Lại Thanh Đức tại Honduras và không ngần ngại duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với hòn đảo này. Bà cũng tích cực ủng hộ đạo luật, chip và khoa học của Mỹ để cạnh tranh với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhà phân tích quan hệ quốc tế tại Thượng Hải, Trung Quốc là Senning Lee cho biết vẫn còn chưa rõ chính sách đối ngoại của Harris sẽ khác biệt như thế nào, vì bà chủ yếu đã phản ánh chính sách đối ngoại của ông Biden trên sân khấu quốc tế. Ông Sen bình luận rằng có thể bà Harris sẽ đề xuất các chính sách cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh để nâng cao cơ hội của mình trong chiến dịch, như việc áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, tương tự như những gì cựu Tổng thống Donald Trump đã làm trước đó. Dù vậy, ông Sen cho rằng Đảng Dân Chủ khó có thể giành chiến thắng vào tháng 11, ngay cả với ứng cử viên Harris, người mà ông tin ít cơ hội đánh bại ông Trump hơn Tổng thống Biden. Giờ trước đó, Phó Tổng thống Harris được giao nhiệm vụ xử lý các vấn đề biên giới của Mỹ khi bà nhậm chức, nhưng những nỗ lực của bà bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả. Hơn 2,4 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên giới vào Mỹ từ Mexico trong năm 2023. Anna Thompson, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Tyler, Bắc Kinh cũng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của bà Harris sau thành tích không tốt trong nước. Trong thời gian làm tổng trưởng lý bang California vào năm 2014, bà Harris đã phê duyệt một đạo luật gây tranh cãi, biến từ trộm cắp các món đồ có giá trị dưới 950 USD thành tội nhẹ. Bà cũng đã bị đặt ra những câu hỏi về phong cách lãnh đạo của mình, với việc nhân viên rời bỏ văn phòng của bà được báo cáo vào năm 2021. Về chính sách với Trung Quốc, Tanzen cho biết bà Harris chưa thể hiện bất kỳ tầm nhìn chính sách đặc biệt nào với tư cách là phó tổng thống, vì không có sự khác biệt giữa quan điểm của bà và ông Biden. Bên cạnh đó, với những báo cáo trước đây về các vấn đề với đội ngũ nhân viên của bà Harris, Tanzen tự hỏi có bao nhiêu người trong nội các của ông Biden phụ trách chính sách Trung Quốc sẽ muốn làm việc với bà. Mặc dù Tổng thống Biden nhanh chóng ủng hộ bà, những đảng viên dân chủ hàng đầu như cựu Tổng thống Obama và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn giữ im lặng, Đảng Dân Chủ sẽ công bố ứng cử viên Tổng thống của họ trong đại hội toàn quốc, vào tháng tới. Trung Quốc lên tiếng về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Ngày 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh đã lên tiếng về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden dừng cuộc đua với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh nhấn mạnh, bầu cử Tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và tôi không bình luận về vấn đề này. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 7, theo giờ bờ đông nước Mỹ, rạng sáng ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống bà Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Nội dung bức thư của Tổng thống Biden đăng trên mạng xã hội X bày tỏ, thưa các thành viên Đảng Dân Chủ, tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn bộ năng lượng vào nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của Đảng vào năm 2020 là chọn bà Kamala Harris làm Phó Tổng thống. Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Hôm nay tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và xác nhận hoàn toàn dành cho bà Kamala để bà trở thành ứng cử viên của Đảng trong năm nay. Sau khi ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, các nhà lãnh đạo thế giới đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Joe Biden đối với nước Mỹ cũng như là quan hệ quốc tế. Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông tôn trọng quyết định của Tổng thống Biden, nhấn mạnh ông Biden đã trải qua một sự nghiệp chính trị đầy ý nghĩa. Ông Starmer cũng khẳng định mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với ông Biden trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của ông, đồng thời cho rằng quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra dựa trên những gì ông ấy tin là vì lợi ích tốt nhất của người dân nước này. Cùng bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của ông Biden, viết trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ca ngợi thành tựu mà ông Biden đã đạt được, đem lại lợi ích cho nước Mỹ, cho châu Âu cũng như thế giới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Tổng thống Biden đã đưa ra nhiều quyết định khó khăn giúp đảm bảo an toàn và an ninh cho Ba Lan, Mỹ và thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời cảm ơn đối với những bước đi mạnh mẽ nhằm ủng hộ Ukraine. Về phía Liên bang Nga, Điện Kremlin cho biết đang theo dõi các diễn biến sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua, đồng thời nhận định rất nhiều thứ có thể thay đổi trong giai đoạn hiện nay. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng ở phía trước, đó là một chặng đường dài, trong đó rất nhiều thứ có thể thay đổi. Chúng tôi cần chú ý, theo dõi những gì sẽ diễn ra và ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Ở châu Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh ông Biden là một đối tác và một người bạn thực sự đối với người dân Canada, đồng thời đánh giá cao thời gian phụng sự đất nước của ông Biden. Từ châu Đại Dương, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định Tổng thống Biden đã giúp Liên minh Mỹ-Australia mạnh mẽ hơn bao giờ hết với cam kết chung về an ninh quốc tế, thịnh vượng và hành động khí hậu vì thế hệ hiện nay và mai sau. Tại Trung Đông, Tổng thống Israel Isaac Herzog cảm ơn người đồng cấp Biden vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel. Nhà lãnh đạo miêu tả ông Biden là đồng minh thực sự của người Do Thái trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Ông Zelensky muốn sớm kết thúc xung đột, Nga ăn miếng trả miếng Nhật Bản. Tuần trước, Tổng thống Zelensky phát biểu với hãng thông tấn BBC rằng ông hy vọng có thể chấm dứt giai đoạn nóng bỏng của cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay. Theo ông, không ai muốn tiếp tục xung đột thêm 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Tuy nhiên, cũng trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anh, ông Zelensky đã đề xuất rằng các đồng minh phương Tây nên ủng hộ kế hoạch hòa bình do ông đề xuất và gửi nó tới Nga như một tinh thần đoàn kết chung. Ông Zelensky lần đầu công bố kế hoạch hòa bình 10 điểm vào tháng 11 năm 2022, trong đó yêu cầu Moscow phải rút hết lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine, bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022. Nga cũng phải trả tiền bồi thường và mở tòa án xét xử các sai phạm mà quân Nga có thể phạm phải ở Ukraine. Song, phía Nga đã bác bỏ các đề xuất đó. Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, chính phủ Nga đã ra lệnh trừng phạt nhằm vào 13 công dân Nhật Bản để đáp trả những biện pháp cấm vận mà Tokyo áp đặt cho Moscow vì tình hình ở Ukraine. Theo quyết định mới ban hành, Moscow cấm Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xe hơi Toyota, người sáng lập Tập đoàn Rakuten, Chủ tịch Tập đoàn Shinsei Busan, Chủ tịch hãng Toray Industry và một số người khác nhập cảnh vào Nga.
Tokyo chưa lên tiếng bình luận về động thái mới của Moscow. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Nhật Bản cùng các thành viên G7 khác đã áp đặt phong tỏa tài sản đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hàng chục cá nhân và tổ chức, cũng như Ngân hàng Trung ương Nga. Nhà chức trách Nhật Bản cũng cấm cung cấp kim cương Nga cho mục đích phi công nghiệp từ các nước thứ ba. Bóng bay rác Triều Tiên hạ cánh xuống văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Tờ Yonhap dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc PSS cho biết, một bóng bay mang rác gửi từ Triều Tiên đã đáp xuống khu văn phòng Tổng thống nước này hôm 24 tháng 7. Bóng bay chỉ chở rác và không phát hiện vật liệu nào nguy hiểm. Kể từ tháng 5, Triều Tiên đã gửi hàng nghìn quả bóng bay chở rác về phía Hàn Quốc để phản đối việc truyền đơn chống Bình Nhưỡng do các nhà hoạt động nước này thực hiện. PSS cho biết, một cuộc điều tra của nhóm phản ứng hóa học, sinh học và phóng xạ cho thấy các vật thể này không gây nguy hiểm hay ô nhiễm nên chúng đã được thu hồi. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi với sự hợp tác của tham mưu trưởng liên quân. Một quan chức văn phòng tổng thống cho hay, rất khó để xử lý ngay trên không vì chúng tôi không biết những quả bóng bay có thể chứa những gì. Sẽ không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi về việc thu nhặt chúng sau khi chúng rơi xuống. Quân đội Hàn Quốc đã hạn chế bắn hạ những quả bóng bay trên vì lo ngại vật liệu bên trong chúng có thể lan rộng và gây ra nhiều thiệt hại hơn. Đây là lần đầu tiên khu vực văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở trung tâm Seoul bị một quả bóng bay rác rơi xuống, dù khu vực này được bảo vệ chặt chẽ và có vùng cấm bay. Theo Guardian, đây là lần thả bóng bay thứ 10 của Triều Tiên kể từ cuối tháng 5, với hơn 2.000 quả bóng bay đã được thả xuống Hàn Quốc, chứa đựng giấy vụn, vải vụn, tàn thuốc và thậm chí cả phân bón. Hồi tháng 6, một đợt bóng bay rác được gửi từ Triều Tiên đã khiến sân bay Incheon gần Seoul phải đóng cửa. Để đáp lại, phía Hàn Quốc tăng cường phát sóng các bài hát K-pop và thông điệp tuyên truyền bằng loa phóng thanh gần biên giới. Nhiều nhà hoạt động nước này cũng gửi bóng bay chứa truyền đơn, tiền USD và nhiều vật phẩm khác sang Triều Tiên. Các chiến dịch ăn miếng trả miếng giữa hai miền Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo. Tổng công tố Nga và Triều Tiên ký thỏa thuận hợp tác tại Bình Nhưỡng. Tổng công tố Nga Igor Krasnov và người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Tổng công tố Nga và Văn phòng Công tố Trung ương Triều Tiên, cũng như chương trình hợp tác giữa văn phòng hai nước giai đoạn 2024-2026. Văn phòng Tổng công tố Nga làm rõ ràng các bên sẽ hợp tác theo thỏa thuận trong việc chống tội phạm công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm cả những tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số và tài sản chính kỹ thuật số, chống tham nhũng và các tội phạm khác. Thỏa thuận này là phiên bản mở rộng của một tài liệu tương tự được ký vào năm 2010. Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2026 quy định một số hoạt động cụ thể như cuộc họp làm quen với năng lực và cơ cấu của cơ quan công tố hai nước, hội thảo về tổ chức hợp tác chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông công nghệ, tư vấn về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, về hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ pháp lý trong tố tụng hình sự. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện song phương trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin. Hiệp ước bao gồm cam kết của cả hai nước về việc cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho nhau nếu một trong hai nước bị tấn công. Theo đó, hai nước này sẽ cung cấp các hỗ trợ song phương trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một trong các bên tham gia hiệp ước. Cả Nga và Triều Tiên đều khẳng định hiệp ước là văn kiện mang tính xây dựng, phòng thủ hòa bình và đáp ứng quan hệ chiến lược giữa hai nước trong thời đại mới, khi vị thế hai nước trong cấu trúc địa chính trị thế giới đã thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo nói, hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện được ký kết giữa Nga và Triều Tiên không nhằm tạo ra một liên minh quân sự kiểu phương Tây và không chống lại các nước thứ ba. Căng thẳng với Nga, NATO đặt hơn 500.000 quân vào trạng thái báo động. Phát ngôn viên NATO cho hay, hơn 500.000 quân nhân trong liên minh quân sự đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đề phòng nguy cơ xảy ra xung đột với Nga. NATO đã điều chỉnh lại chiến lược và tăng cường năng lực quân sự trong thập kỷ qua để đối phó với cái mà họ gọi là mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, sau khi Moscow ủng hộ phe ly khai ở miền đông Ukraine và sắp nhập bán đảo cho Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga
hồi năm 2014 đã khiến các nước thành viên NATO đánh giá lại liệu họ đã sẵn sàng cho xung đột và tăng cường khả năng phòng thủ hay chưa. Hôm 21 tháng 7, bà Farah Daglala, phát ngôn viên NATO cho hay, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự chuyển đổi quan trọng nhất trong hệ thống phòng thủ tập thể trong một thế hệ. NATO đã triển khai các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ chiến tranh lạnh với hơn 500.000 binh sĩ đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Theo ông Sean Morgan tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trong khi các đồng minh NATO chắc chắn sẽ sẵn sàng chiến đấu tối nay. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài như ở Ukraine hay không? Ngoài ra, NATO vẫn còn nhiều việc phải làm ở một số lĩnh vực gồm năng lực công nghiệp, chi tiêu quốc phòng và khả năng phục hồi xã hội. Để tăng cường khả năng tự vệ, một số thành viên NATO đã tái áp dụng hoặc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc bao gồm một vài quốc gia giáp biên giới với Nga. Họ cũng tăng cường huấn luyện và xây dựng kho thiết bị dự trữ. Theo bà Daglala, cách tuyển dụng và huấn luyện viên quân nhân là quyết định của từng quốc gia. Song khoảng 1/3 thành viên NATO đã thực hiện một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tuy nhiên, NATO không quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại các nước thành viên. Điều quan trọng là các đồng minh cần có lực lượng vũ trang đủ năng lực để bảo vệ lãnh thổ và người dân. Các chuyên gia cho rằng, ngoài cuộc chiến ở Ukraine, Nga còn triển khai một cuộc chiến hỗn hợp trên khắp châu Âu như các cuộc tấn công mạng, lan truyền thông tin sai lệch, can thiệp bầu cử và vũ khí hóa việc di cư. Tất cả những điều đó nhằm nói lên rằng các thành viên NATO đang phải đối mặt với một tình hình địa chính trị rất khác so với những gì họ đã trải qua trong vài thập kỷ qua. Tình hình còn có thể trở nên phức tạp hơn bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo giới chuyên gia, mọi thứ sẽ rất khác nếu cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, bởi ông Trump từng nói sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ quốc gia NATO nào không đáp ứng được nguyên tắc chi tiêu quốc phòng của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.